Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Việt Nam. Hôm nay kênh Cờ Tướng Việt Nam xin gửi tới các bạn trận thi đấu giữa hai kỳ thủ Trần Thanh Tân và Tôn Thất Nhật Tân. Đây là vòng thi đấu thứ 6 nội dung cờ nhanh của giải vô địch cờ tướng quốc gia năm 2024. Và đến với phần thứ nhất, chúng tôi sẽ trình bày nguyên phổ của trận đấu. Phần thứ hai sẽ review lại trận đấu. Trong trận thi đấu này, Trần Thanh Tân được cầm đỏ đi tiên. Mời các bạn cùng theo dõi. Và tại đây thì Trần Thanh Tân buông cờ chịu thua, chiến thắng đã dành cho Tôn Thất Nhật Tân. Chúng ta cùng review lại trận đấu.
tại đây Trần Thanh Tân chơi tượng 3 tiến 1. Tuy nhiên cũng có thể lựa chọn binh 3 tiến 1. Chúng ta cùng tiếp tục. Tại đây Trần Thanh Tân thoái C1. Tuy nhiên đến đây cũng có thể lựa chọn mã 7 tiến 6. Lao mã lên để chuẩn bị chém vào tốt. Chúng ta cùng đi tiếp. Tại đây tốn thất Nhật Tân bình xe sang. Tuy nhiên có thể chơi dùng xe tiến 3 chém ngay. Tiếp tục. Tại đây tốn thất Nhật Tân lựa chọn binh 5 tiến 1. Tuy nhiên cũng có thể chơi binh 7 tiến 1. Chuyển xe sang bắt tượng. Chúng ta cùng tiếp. Tiếp tục đến đây, Trần Thanh Tân lựa chọn thoái mã về. Tuy nhiên cũng có thể lựa chọn nước sĩ 6 tiến 5, chống sĩ lên. Một pháo lao xuống chưa có quân phối hợp nên chưa có gì nguy hiểm. Chúng ta vẫn có thể đánh bình thường. Đến đây mã này lao lên rất nguy hiểm. Chúng ta cùng đi tiếp. Tiếp tục đến đây, Trần Thanh Tân lựa chọn dùng pháo vật tượng. Tuy nhiên đây là nước đi sai lầm vì mã của đen đang có đang gây sức ép, tạo lên sức ép để chém tượng và nhảy chiếu tướng sẽ rất nguy hiểm. Đến đây nên thoái xe về để truy bắt mã, buộc mã phải chém vào pháo, không thể chém sang tượng được, và tiêu diệt đi con mã nguy hiểm của đối phương. Tiếp tục. Và ngay sau khi Trần Thanh Tân ăn được con tượng thì mã lao tới chuẩn bị phục nước chiếu tướng. Và đến đây thì đã quá nguy hiểm dành cho Trần Thanh Tân. Và sau nước chiếu tiến pháo để bắt chết mã thì cũng là lúc Trần Thanh Tân buông cờ chịu thua. Và chiến thắng rất xứng đáng dành cho tôn thất Nhật Tân. Chúng tôi cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.